phê cái mùa lên trong phong phê là phong nó bỏ cho phê mùi tiền đấy chứ còn lại đi những đồ đã mua ghế đã những đồ đã tha đi vào mà là tha phê là vì cho tới tầm này đó bỏ cho phê đi vào anh lúc sau rồi bắt mình không đây thì tìm mẹ phần này anh gọi miền này được phải vì giá nó khó được bỏ được phải người tiền chẳng nông nhập cát phải đi ra một chút nó nhưng bạc chắc đây cũng vì sao đó đồ đã đi giá lắm. Dân đi thì sao nhé anh đi mình cứ in đặt dân cứ lấy mấy con phi phi ấy cứ phê lại một tông chót bỏ tao đi sao tao đi ra thôi một đòn bạn ná ọt đây khó mà đặng bà đi anh đi trong gì bên đi mẹ ọt đây cứ sinh tạng cũng giống với bình chân bà là trong bánh body chất là trong action đi nè bà bọn không bà đi mệt khờ anh ấy cứ bữa xong giấy thấm đi anh nghĩ đó phim suy thì giấy thấm ấy tìm ở thì ép một phép cứ bật đặng mà đặng body riêng mệt khờ cả những riêng rất đi dài đánh cho mà đi giáo thế khi mà bạn phí phí bất kỳ gì mà if i if i set set s thì đó là thôi bạn bật nghiệp bạn chung một tăng mất chuối mình chú ad bất kiến thế đáng chúng tôi copy xem ra thế này ở mới rồi bạn đi đồ chẳng bao nhiêu vốn phải mà nó thôi value one value two mà nó thôi value two thì đọc mau thầy biết total mà nâng value one một nâng value two thấy echo mà echo total được chưa nhỉ chắc là bây giờ chắc tôi còn hô lá đấy này vài phần vài phần vài thì cầm mình thế nhé anh em bán đi nâng phải nào ít bách ít bách ta bỏ chất một tóc mà đưa lên đi nào nhé chẳng phạm phẩm bói chất phát khơi đọc bây ra khơi được nâng phê đi nào anh ấy phi phê thôi xong phê chẳng bán thêm một phê bách cho anh có một ca nghĩ trong trạng thêm một phê bách cho bói cho làm phê bình dồn khi như thế chùa bình dồn là phê tầm mùi.